những giá trị trường tồn với thời gian. Những bàn tay tài hoa của người nghệ nhân trên hành trình bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Tinh hoa làng nghề cổ truyền cùng hành trình tiếp thu, đổi mới, sáng tạo và hội nhập. Cùng những buồn vui câu chuyện đời, chuyện nghề. Tất cả sẽ được khắc họa đầy rõ nét qua series Ký sự dài kỳ được Truyền hình Pháp luật và Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp thực hiện. Với những thước phim đầy sống động chân thực trong chương trình Chuyện Làng Nghề, được phát sóng trên kênh Truyền hình Pháp luật Việt Nam vào thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Kính mời quý vị chú ý theo dõi.